chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin hàng tuần của tạp chí Cao su Việt Nam. Bản tin tuần thứ 3 của tháng 1 năm 2017 có những nội dung đáng chú ý như sau. Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Phan Mạnh Hùng trao quà Tết cho người lao động tại Lào và Campuchia. Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổng kết công tác năm 2016. Sôi nổi hội thi Hương vị mùa xuân đón Tết của Cao su Bình Thuận. Tăng cường học hỏi, kết nối các công ty sản xuất, chế biến gỗ. Thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến người lao động mỗi dịp Tết đến xuân về. Hàng năm, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam đều tổ chức các chuyến công tác đến thăm các đơn vị vùng sâu, vùng xa, thăm hỏi trao quà Tết. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 1, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Phan Mạnh Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác đến các đơn vị tại Lào và Campuchia, trao những món quà xuân ấm áp, nghĩa tình nhằm động viên người lao động. Tại mỗi đơn vị mà đoàn công tác tới thăm, hầu hết anh em lao động người Việt Nam đang làm việc tại đây đều không giấu nỗi niềm xúc động, hân hoan, phấn khởi. Đó là cảm kích trước sự động viên, chăm lo về vật chất cũng như tinh thần cho người lao động của lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam. Đặc biệt trong chuyến công tác, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các công ty mẹ cũng mang đến những người lao động những phần quà, lì xì Tết, tổ chức giao lưu, thăm hỏi động viên anh em công tác xa nhà. Đoàn công tác của tập đoàn do đích thân Tổng Giám đốc Trần Ngọc Thuận đã đến tận vườn cây, tận nơi ăn chốn ở, thăm hỏi, động viên và lì xì cho cán bộ công nhân viên không về quê ăn Tết. Hay lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thăm và tặng quà, tổ chức giao lưu với công ty con là Đồng Nai Karachi. Đây chính là món quà động viên tinh thần quý giá nhất mà người lao động nhận được khi vì nhiệm vụ phải xa gia đình, xa quê hương, nhất là trong những ngày Tết truyền thống của dân tộc. Năm nay mình sẽ ở lại trực tiếp năm nay, năm 2017, năm nay trực Tết năm nay, thì được sự quan tâm của công đoàn ngành và ban lãnh đạo của tập đoàn và tổng công ty mẹ qua thì cũng là một nguồn động viên lớn cho mấy anh em ở lại trực Tết trong xuân năm nay, cũng tạo cho một sự vui khi rời xa quê hương và đỡ nhớ nhà. Hàng năm thì ngoài những cái hỗ trợ của công ty thì công đoàn ngành cao su Việt Nam thì cũng có cái tổ chức khi những cái đợt mà thăm chúc Tết và tặng quà cho anh em cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là đối với những anh em ở lại trực Tết tại đơn vị ở nước ngoài. Đây cũng là một cái nguồn động viên rất là kịp thời để cho anh em có cái sức là cống hiến cho cái sự phát triển của cái ngành cao su. Và nhân đây thì cũng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo công đoàn ngành cũng như là cái đoàn cán bộ công tác của công đoàn đã sang thăm và động viên kịp thời. Chuyến thăm của đoàn lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam đến động viên lao động người Việt Nam đang thực hiện dự án ở nước ngoài nằm trong chuỗi hoạt động của Công đoàn Cao su Việt Nam nhân dịp Tết đến xuân về, như tổ chức thăm tặng quà cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức xuân sum vầy cho các đơn vị khối công nghiệp dịch vụ. Riêng việc tổ chức thăm và tặng quà cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngày 12 tháng 1, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam đã chia làm 4 đoàn công tác đồng loạt lên đường tới những vùng khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, Lào, Campuchia, tặng gần 4.000 phần quà, trị giá mỗi phần 1 triệu đồng và động viên người lao động. Tuy nhiên, xét thấy lao động trực tiếp người Lào và Campuchia vẫn gặp nhiều khó khăn, nên lãnh đạo một số đơn vị đã thống nhất kiến nghị với đoàn công tác nhường lại toàn bộ phần quà đó cho lao động địa phương. Điển hình như tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chư Bả Carbon Thom. Với quan điểm của lãnh đạo tập đoàn, không để một công nhân nào không có một cái Tết. Từ đó thì chúng tôi đã có kế hoạch ngay từ những cái tháng cuối năm, chủ động bàn bạc với lãnh đạo tập đoàn, rà soát lại toàn bộ tất cả cái đời sống công nhân lao động, và chúng tôi đã có kế hoạch là tổ chức cái thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gần 4.000 công nhân lao động ở Tây Bắc, ở miền Trung, ở Tây Nguyên, các đơn vị ở Lào và Campuchia. Cái hoạt động của chúng tôi có thể nói là chăm lo động viên tinh thần của người lao động nhân dịp mà xuân đến Tết về. Mỗi phần quà
thì nó không lớn nhưng mà nó mang một ý nghĩa hết sức lớn, là sự động viên, chia sẻ là cho người lao động trong lúc khó khăn. Chia tay các dự án ở Lào và Campuchia cũng là lúc cán bộ công nhân viên nơi đây đang miệt mài bám trụ rừng cây để phòng chống cháy. Và phần lớn các cán bộ kỹ thuật vẫn đang ân cần truyền đạt thao tác kỹ thuật gạo mũ cho công nhân để chuẩn bị cho niên vụ thu hoạch mới. Niên vụ khởi sắc khi giá mũ cao su đang có dấu hiệu phục hồi. Ngày 12 tháng 1, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đó là góp ý về kết quả công tác đoàn. Năm 2016 là năm khó khăn chung của cả tập đoàn. Hoạt động của Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã chú trọng hướng về cơ sở, hướng về thanh niên công nhân trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở đoàn trực thuộc, góp phần ổn định tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, công nhân gắn bó với đơn vị vượt qua khó khăn hiện tại. Trong năm qua, nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên được tổ chức như tổ chức thành công lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trao giải thưởng cho 40 thanh niên tiêu biểu ngành cao su Việt Nam lần thứ tư, Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2019, trao giải thưởng cho 33 sao vàng cao su lần thứ 8, tham mưu nội dung ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương đoàn với Tập đoàn giai đoạn 2016-2021, tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2015 và xuân tình nguyện năm 2016. Phát biểu tại hội nghị, anh Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, đánh giá cao hoạt động của Đoàn Thanh niên Tập đoàn trong thời gian qua. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với những khó khăn do giá mũ thấp của ngành cao su, nhưng Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tiếp tục đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên đến các cơ sở đoàn một cách thiết thực, sôi nổi, thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó. Không chỉ là cánh tay đắc lực của đảng mà còn là lực lượng nòng cốt hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh ở mỗi đơn vị. Ông Võ Sĩ Lực, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đề nghị năm 2017 và những năm tiếp theo, lực lượng đoàn viên thanh niên cần phát huy sức trẻ trên những vùng miền còn nhiều khó khăn như ở Lào và Campuchia, Tây Bắc, với tinh thần đâu khó có thanh niên, cụ thể hóa phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp. Tổng kết năm 2016, có 4 tập thể và 4 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương đoàn, 10 tập thể và 15 cá nhân nhận bằng khen của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, 4 tập thể nhận cờ thưởng của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn và 28 cá nhân nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tổ chức lấy phiếu bầu trong Ban chấp hành để kiện toàn Ban chấp hành Đoàn Thanh niên. Đồng chí Lê Anh Dũng đã trúng cử chức vụ Phó Bí thư Tập đoàn và 8 đồng chí được bổ sung vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017. Dịp này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn cũng đã ký kết quy chế phối hợp với 26 cơ sở đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn viên Thanh niên Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là lực lượng nòng cốt tham gia vào các đề tài nghiên cứu và hoạt động chuyển giao kỹ thuật ở đơn vị. Cũng trong ngày 12 tháng 1, Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam có 10 báo cáo khoa học đăng tải và 2 báo cáo tham dự Hội nghị Cao su quốc tế. Nhiều bài báo về các đề tài nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Trong đó, có vai trò không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên. Các công trình thanh niên của tuổi trẻ Viện Nghiên cứu Cao su trong nhiệm kỳ qua đã phát huy được sức trẻ, xung kích trên mọi mặt trận chính trị, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật. Ông Phạm Hải Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đề nghị, bên cạnh thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị, lực lượng đoàn viên thanh niên phải ra sức thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là thế hệ tương lai của viện. Đại hội đã bầu Ban chấp hành đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Anh Trương Giang Hải tái đắc cử chức vụ bí thư. Trước đó, Chi đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2019 cùng với đại hội của Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam. Đây cũng là đại hội chi đoàn điểm của Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2017-2019
và báo cáo kiểm điểm công tác của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017. Trong thời gian qua, Ban chấp hành chi đoàn công ty đã phát huy rất tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sát cánh cùng đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Chi đoàn đã đảm nhận một số công trình thanh niên mang lại hiệu quả cho công ty, như thiết kế lắp đặt máy ép củi trấu, thiết kế lắp đặt hệ thống điện, bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động tại các xưởng sản xuất, nhận khoán công trình vệ sinh khuôn viên công ty hàng năm. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ năm 2017-2019. Đồng chí Đỗ Thị Thu Sương tái đắc cử bí thư chi đoàn. 324 cán bộ công nhân viên hưu trí, tương đương 10% số lao động vào năm 1976, đã từ tỉnh Hà Nam Ninh vào xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Rông, đã tham gia gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập công ty. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo và cũng là người cùng với cán bộ công nhân viên vào xây dựng công ty những ngày đầu, ông Phan Sĩ Bình, tổng giám đốc công ty đã ôn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của đơn vị. Ông Bình đã ghi nhận sự đóng góp, công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã dày công dung đắp và xây dựng để có công ty Chư Rông như ngày hôm nay. Những sự đóng góp của các vị tiền bối chính là những thành tích mà ngày hôm nay công ty đang có. Đó là danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, nhiều huân huy chương và các thành tích khác của các cấp từ trung ương, ngành, tỉnh và địa phương được trao cho công ty. Thay mặt hơn 300 cán bộ nghỉ hưu của thời kỳ đầu, ông Nguyễn Hồng Quang, nguyên chủ tịch công đoàn công ty, đã bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo đã tạo điều kiện để những người vào xây dựng công ty những năm 1976 có buổi gặp gỡ, ôn lại truyền thống. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn những thế hệ tiếp theo sẽ luôn ghi nhớ về những người đầu tiên đặt nền móng cho công ty ngày hôm nay. Năm 2016 là một mùa xuân vui thứ năm liên tiếp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Cơm Tâm. Khi tiếp tục hoàn thành kế hoạch sớm, công ty đã về đích trước sớm hơn 20 ngày và là năm có thời gian hoàn thành kế hoạch sớm nhất. Ngày 16 tháng 1, công ty tổ chức công tác tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016 và hội nghị người lao động trong không khí phấn khởi. Năm 2016 tiếp tục là năm thành công trên mọi lĩnh vực của công ty khi đã khai thác được trên 14.400 tấn mũ cao su, đạt 128% kế hoạch. Nhờ chính sách linh hoạt, công ty đã tiêu thụ được trên 15.000 tấn, giá bán bình quân 29 triệu đồng một tấn, doanh thu đạt trên 452 tỷ đồng, lợi nhuận trên 60 tỷ đồng, tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 6,3 triệu đồng một người một tháng. Với doanh thu và lợi nhuận tốt, năm 2016, công ty quyết định thưởng cho người lao động 3 tháng lương. Đây là mức thưởng cao gấp đôi năm 2015. Với việc là năm thứ 5 liên tục hoàn thành kế hoạch trước 20 ngày và là năm hoàn thành sản lượng sớm nhất với 41 ngày. Toàn công ty có 28 tổ sản xuất có năng suất bình quân trên 1,8 tấn một hecta và có 6 nông trường tiếp tục duy trì là thành viên câu lạc bộ 2 tấn của tập đoàn với năng suất công ty bình quân đạt 2 tấn một hecta. Đây là thành tích vượt trội nhất trong số các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên. Với những kết quả đạt được khá ấn tượng trong năm qua, Hội đồng thi đua khen thưởng công ty quyết định khen thưởng và công nhận cho 378 cá nhân và 34 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Công nhận 1.249 cá nhân và 35 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 39 cá nhân. Ngoài ra, Tổng giám đốc công ty đã quyết định khen tặng cho 25 tập thể và 179 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hai tập thể và 3 cá nhân đã được Thủ tướng tặng bằng khen. Nhiều cá nhân được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng bằng khen, cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Công đoàn Cao su Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, 4 căn nhà đã được lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Cơm Tâm trao cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trong đó có 3 công nhân là người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, 3 công nhân khác của nông trường Đắc Tờ Re cũng được lãnh đạo công ty tặng 10 triệu đồng người. Nông trường Đắc Tờ Re là một đơn vị nhỏ với nhiều lao động là người dân tộc thiểu số. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn khi giá cao su ở mức thấp. Chính vì thế, công ty đã trao tặng 4 căn nhà cho 4 gia đình công nhân gặp khó khăn nhất, trong đó có 3 gia đình là người dân tộc thiểu số. 4 căn nhà được xây dựng khang trang trên nền đất của bố mẹ, người thân cho. Các căn nhà đều được lợp tôn nền gạch men với diện tích từ 60m² trở lên, tùy theo điều kiện của từng gia đình. Tất cả các công nhân đều có thời gian làm việc tại nông trường Đắc Tờ Re trên 10 năm,
năm nào cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Cùng với việc trao tặng 4 căn nhà tình thương, lãnh đạo công ty cũng tặng 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn công ty cũng tặng mỗi gia đình một phần quà là nồi cơm điện nhân dịp Tết đến. Chiều ngày 6 tháng 1, Hội Cựu chiến binh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum tổ chức tổng kết năm 2016. Đến nay, 90% hội viên đã có mô hình kinh tế trang trại gia đình, giúp tăng thu nhập rất lớn sau tiền lương. Hội viên giàu thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên có trang trại vườn cao su với diện tích từ 3 đến 25 hectare là 28 gia đình. Hộ gia đình có trang trại vườn cao su từ 0,5 đến 2,5 hectare là 40 hộ. Năm qua, cùng với phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình, Hội Cựu chiến binh Công ty còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và củng cố tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị xã hội. Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả vừa tổ chức trao 500 phần quà cho các hộ gia đình chính sách ở các huyện Chư Bả, Chư Prong, Iagrai và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Đây là những địa phương có diện tích cao su đứng chân của công ty. Mặc dù trị giá mỗi suất quà không nhiều, nhưng đã thể hiện sự quan tâm và tri ân đến những gia đình đã có nhiều đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do của đất nước. Trong những năm qua, bên cạnh việc chú trọng đến công tác sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, công ty còn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt trong những năm gần đây, mặc dù giá cả cao su xuống thấp, điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng hàng năm công ty vẫn dành một nguồn kinh phí để chăm lo đến các gia đình chính sách như trao quà, xây dựng nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Trong không khí mùa xuân đang đến gần, nhằm tạo sân chơi cho người lao động sau một năm vất vả trên vườn cây, ngày 14 tháng 1, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Bình Thuận đã tổ chức hội thi gói bánh tét, bánh chưng và trình bày mâm ngũ quả đón Tết Đinh Dậu với tên gọi Hương vị mùa xuân. Đây là lần thứ hai Công đoàn và Đoàn Thanh niên cao su Bình Thuận tổ chức hội thi. Nếu như năm 2016 có 6 đội tham gia, thì năm nay có thêm đội thi của tạp chí Cao su Việt Nam, đơn vị kết nghĩa với cao su Bình Thuận. Hội thi gói bánh chưng bánh tét và trình bày mâm ngũ quả diễn ra trong không khí hào hứng sôi nổi. Thời gian thi gói là 2 tiếng đồng hồ và nấu là 8 tiếng. Ngay từ những phút giây đầu tiên, những đôi bàn tay khéo léo của các thí sinh thoăn thoắt trăm tài, màu xanh nước của lá với bàn tay khéo léo của người thợ đã tạo nên những chiếc bánh thật đẹp. Đi một vòng quanh các đội thi, chúng tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sự hợp tác rất cao của các thành viên trong đội thi. Từng chồng bánh tét, bánh chưng của các đội chất cao thành từng dãy trông thật đẹp mắt. Các đội đã nỗ lực hết mình thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong cách gói bánh, mang lại những sản phẩm không chỉ đẹp về hình thức mà còn ngon về chất lượng, mang đúng bản sắc, hương vị bánh chưng ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nếu như hội thi gói bánh tét, bánh chưng diễn ra tưng bừng náo nhiệt, thì phần thi trình bày mâm ngũ quả lại trầm lắng hơn trong không khí thành kính hướng về tổ tiên. Việc chọn những loại quả màu sắc đẹp mắt, hài hòa được các đội thi thực hiện tỉ mẩn, công phu và tài hoa. Sản phẩm của các đội thi được bài trí đẹp mắt, hấp dẫn, tất cả đều mang đến thông điệp và khát vọng một năm mới sức khỏe, thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc. Đặc biệt tại hội thi, các thí sinh đều mong muốn một năm mới giá mũ cao su sẽ khởi sắc hơn, cán bộ công nhân viên lao động cao su Bình Thuận tiếp tục chung sức đồng lòng vững vàng vượt khó. Kết thúc hội thi, giải nhất tập thể thuộc về nông trường Thuận Đức, nông trường Thuận Tân đạt giải nhì, văn phòng công ty đạt giải ba. Ngoài ra, tạp chí cao su Việt Nam đạt giải thuyết trình hay nhất, nông trường Thuận Đức đạt giải mâm ngũ quả đẹp nhất, bánh chưng bánh tét ngon nhất thuộc về xí nghiệp chế biến, dưa món ngon nhất thuộc về văn phòng công ty. Thì Vũ cảm nhận cái không khí hội thi năm nay như thế nào? Là một thí sinh đến từ đội văn phòng công ty thì tham gia cuộc thi gói bánh chưng bánh tét và mâm ngũ quả năm 2017, mình cảm thấy cuộc thi rất là vui vẻ, tạo nên không khí đầm ấm của những ngày xuân, tạo cho các cán bộ công nhân viên một đêm văn nghệ giải trí và kết hợp với hội thi rất là vui vẻ. Các đội năm nay chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và công phu. Nhìn chung là các đội đều rất là giỏi
trong việc gói bánh chưng, bánh tét hay là mâm ngũ quả đều là đẹp và ngon. Song song với hội thi Hương vị ngày xuân, tối ngày 14 tháng 1, công đoàn và đoàn thanh niên công ty cũng tổ chức đêm nhạc Sắc xuân bên vườn cao su với 14 tiết mục của 7 đội tham gia. Với chủ đề về mùa xuân và ngành cao su, các tiết mục dự thi đã đem đến một đêm nhạc nhiều màu sắc. Các đội thi đều chuẩn bị công phu từ trang phục, múa minh họa đến dàn dựng ca khúc. Hội thi thu hút nhiều cán bộ công nhân viên chức lao động công ty đến xem cổ vũ. Kết quả, giải nhất đơn ca thuộc về văn phòng công ty, Nông trường Sông Diên đạt giải nhì, hai giải ba thuộc về tạp chí Cao su Việt Nam và Nông trường Thuận Tân. Nông trường Gia Hưng đạt giải nhất song ca, hai giải nhì thuộc về Nông trường Thuận Tân và Xí nghiệp Chế biến. Hội thi đã đem đến không khí vui tươi phấn khởi, khí thế thi đua, tinh thần đoàn kết trong từng đơn vị. Bên cạnh đó, còn khơi dậy truyền thống văn hóa của dân tộc mỗi khi Tết đến xuân về. Thị trường cao su tự nhiên toàn cầu đang ở năm thứ tư thặng dư liên tiếp. Tình trạng dư cung gây ra bởi các kho dự trữ tích lũy lớn, dẫn tới giá cao su giảm liên tục trong những năm qua. Các chuyên gia dự báo thặng dư cao su toàn cầu đến năm 2020 sẽ sắp xỉ 1 triệu tấn cao su tự nhiên và 3 triệu tấn cao su tổng hợp. Nhu cầu thế giới đối với cao su tự nhiên chủ yếu sử dụng trong sản xuất lớp xe, giảm nhiệt do suy giảm tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc. Châu Á chiếm 93% tổng sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu, trong đó Thái Lan là nước sản xuất lớn nhất thế giới, theo sau là Indonesia và Việt Nam. Các nhà sản xuất cao su lớn khác trong khu vực bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Malaysia. Xuất khẩu cao su tự nhiên của Indonesia được dự báo giảm trên 238.000 tấn, với xuất khẩu của Malaysia và Thái Lan giảm lần lượt 52.000 tấn và 324.000 tấn. Cắt giảm nguồn cung đã đẩy giá cao su tự nhiên toàn cầu bật tăng trở lại 6 năm giảm liên tục. Trung Quốc là nước tiêu thụ cao su tự nhiên lớn nhất thế giới, theo sau là Ấn Độ và Mỹ. Tiêu dùng tăng đối với lớp xe và các sản phẩm công nghiệp từ cao su được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu trong thời gian tới. Đối với Indonesia, mặc dù ngành cao su tự nhiên của nước này đối mặt với các thách thức như năng suất thấp và cơ sở hạ tầng yếu kém, nhu cầu cao su đang tăng từ các nền kinh tế đang phát triển được cho là đã có tác động tích cực lên thị trường vào năm 2016. Giá cao su trên thị trường tô cơm tuần qua đạt ngưỡng gần 300 yên, tức 2,57 đô la trên 1 kg trong phiên giao dịch ngày thứ Năm 12 tháng 1. Đây là mức cao nhất trong 4 năm qua. Giá cao su đã tăng liên tiếp trong những ngày đầu tuần. Tính bình quân tăng 10,6% trong tuần qua. Nguyên nhân một phần do tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến khu vực sản xuất cao su trọng điểm của Thái Lan. Sau khi thị trường Nhật Bản đóng cửa vào ngày thứ Hai 9 tháng 1, phiên giao dịch đầu tiên ngày 10 tháng 1, giá cao su giao kỳ hạn tháng 6 tăng 5,6 yên, tức 2,1%, lên 273,1 yên trên 1 kg. Trong khi đó, giá cao su giao kỳ hạn tháng 5 tại Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải cũng tăng 565 nhân dân tệ, lên 18.995 nhân dân tệ, tương đương 2.739 đô la trên một tấn trong phiên giao dịch qua đêm. Lũ lụt ảnh hưởng đến khu vực sản xuất cao su trọng điểm của Thái Lan đã khiến giá cao su tiếp tục tăng trong ngày 11 tháng 1. Cao su giao kỳ hạn tháng 6 tăng 4,8 yên lên 284,2 yên, mức cao nhất trong 4 tuần qua. Ngày thứ Năm 12 tháng 1, giá cao su tăng ngày thứ 3 liên tiếp do lo ngại nguồn cung từ Thái Lan, tương đương 2,57 đô la trên 1 kg. Chốt phiên giao dịch vào thứ Sáu 13 tháng 1, giá cao su giao kỳ hạn tháng 6 giảm 2,2 yên xuống còn 295,5 yên trên 1 kg. Giá cao su đạt ngưỡng gần 300 yên phiên trước đó và tăng 10,6% trong tuần. Ngành gỗ là một trong bốn ngành sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn, đóng góp lớn vào tổng doanh thu hàng năm, góp phần ổn định sản xuất chung, đảm bảo đời sống việc làm, thu nhập của người lao động, tăng lợi nhuận của tập đoàn. Nhận thức được tầm quan trọng của ngành gỗ, đồng thời để chuẩn bị cho hội nghị ngành gỗ sắp diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 1 năm 2017, tập đoàn đã tổ chức cho 10 công ty sản xuất chế biến gỗ khu vực Đông Nam Bộ đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất tại 5 nhà máy chế biến gỗ.
đoàn đã tham quan 5 nhà máy chế biến gỗ gồm Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát, Công ty Cổ phần Gỗ MDF Vieri Đông Hòa, Công ty Gỗ Đông Hòa, Công ty Gỗ Thuận An và Công ty Gỗ Tây Ninh. Năm 2016, tổng doanh thu ngành gỗ toàn tập đoàn đạt hơn 4.400 tỷ đồng, tăng trên 409 tỷ đồng so với năm 2015. Trong đó, doanh thu gỗ MDF đạt hơn 2.600 tỷ đồng, gỗ phôi, gỗ ghép tấm và tinh chế đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2016, toàn tập đoàn có 16 công ty sản xuất gỗ theo phương thức công ty con, công ty liên kết, công ty góp vốn. Thời gian qua, các công ty gỗ phát triển theo hình thức nhỏ lẻ, chưa thực sự gắn kết, mối quan hệ giữa các công ty còn khá rời rạc. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng chưa thật sự quan tâm ngành gỗ đúng mức, chưa gắn kết được các đơn vị thành viên, chưa tạo được tầm nhìn chiến lược để phát triển ngành trong thời gian qua. Do vậy, việc tham quan học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau là biện pháp hữu ích để các đơn vị đúc rút kinh nghiệm hướng đến phát triển sản xuất trong thời gian tới. Đoàn tham quan đã được lãnh đạo các đơn vị giải đáp tận tình những vấn đề quan tâm về kinh nghiệm sản xuất, lựa chọn thiết bị công nghệ, thông tin thị trường, khách hàng, bảo vệ môi trường. Sau khi đi tham quan các đơn vị trong ngành để thăm lĩnh thì thấy nó cũng đưa ra cũng nhiều cái ý kiến hay, trong đó những là như là thiết bị, quản lý con người, cái chính là cái con người quản lý, bố trí nhân sự rồi tay nghề của họ vân vân thì nó cũng có nhiều thứ mà cần phải học hỏi. Thì hiện nay bên Trường Phát thì đang sản xuất cho cái ghép tấm, thì hiện nay cái năng suất của Trường Phát trong ghép tấm thì nó là trên 10.000 mét khối một năm. Thì chuẩn bị cho cái định hướng phát triển cho năm 2016-2020 thì Trường Phát cũng đưa ra cái định hướng phát triển là sẽ từ bước tới một bước là tinh chế. Thì cái tinh chế này thì đang học hỏi các đơn vị bạn thì nó gồm sản phẩm gì, nó đa dạng sản phẩm bàn ghế tủ giường gì vân vân. Đối với các công ty có định hướng mở rộng sản xuất lĩnh vực gỗ tinh chế như Tây Ninh, Trường Phát, Dầu Tiến, Đồng Phú, mong muốn có được ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị đi trước, có nhiều sản phẩm tinh chế về việc lựa chọn thiết bị công nghệ, thị trường gỗ tinh chế, hệ thống quản lý, quản trị, các yêu cầu chứng chỉ gỗ khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ. Qua chuyến tham quan lần này thì theo sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được sự quan tâm tất cả các doanh nghiệp để quan tâm đi giao lưu, học hỏi thời gian sắp tới để rút kinh nghiệm, và sắp tới công ty Tây Ninh sẽ chuyển sang công nghệ mới là tinh chế, thì máy móc thiết bị sẽ đưa về, chuẩn bị đưa vào hoạt động vào thời gian quý 2 năm 2017. Phải nói rằng qua cái đợt tham quan các nơi giao lưu rồi góp ý với nhau thì phải nói rằng một cái điều rất là bổ ích mà tôi thấy rằng cái chủ trương của tập đoàn như vậy là quá đúng đắn, để mà các đơn vị cùng nhau học hỏi lẫn nhau trong nội bộ ngành. Cứ mỗi năm là mỗi tình hình nó khác, thì ông nào ứng phó được cái tình hình tốt thì nên trao đổi với các anh em để mà cùng nhau tồn tại, cùng nhau có cải tiến và cùng nhau có những cái sáng tạo để đóng góp cho cái sự phát triển thêm cái ngành gỗ, mà nhiệm vụ cũng rất là quan trọng, nhiệm vụ chính, một trong bốn nhiệm vụ chính của tập đoàn. Sau 3 ngày đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, đoàn công tác đã tổ chức buổi thảo luận và trao đổi về định hướng phát triển chế biến gỗ tại công ty gỗ Tây Ninh. Chủ trì buổi thảo luận, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Xuân Hòa cho rằng chuyến tham quan là sự kết nối trong nội bộ, chia sẻ thông tin để có những bước đi hợp lý. Để phát triển ổn định, điều quan trọng nhất là phải có thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Chính cái vị trí quan trọng của gỗ cao su, cho nên chúng ta cần thiết có sự liên kết giữa các cái công ty gỗ để có cái học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau và qua đó phát triển ngành gỗ. Trong cái thời gian qua, ngành 13 đơn vị gỗ của tập đoàn cũng đã hoạt động tốt. Chúng tôi muốn những đơn vị này tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là việc xuất khẩu các cái sản phẩm tinh chế cũng như các cái gỗ nhân tạo MDF. Muốn làm được chuyện này thì cần thiết phải có sự liên kết giữa các đơn vị với nhau để tạo cái sức mạnh tổng hợp, từ đó đưa ra những cái chương trình phù hợp cho sự phát triển bền vững. Cũng qua đây muốn các đơn vị nâng cao cái tầm nhận thức cũng như các cái phương pháp trong cái việc sản xuất kinh doanh, trong việc tìm kiếm thị trường, trong cái định hướng đi cho ngành gỗ trong cái thời gian tới.
qua cái đợt này thì các đơn vị là đã liên lạc thường xuyên với nhau, là có số điện thoại, rồi có thể là tự tổ chức đi đến các đơn vị bạn. Ví dụ như là bên công ty Gỗ Tiến Ninh thấy cần học hỏi gì thì có thể tự tổ chức liên hệ với công ty Dầu Tiến hoặc công ty Trường Phát hay là Thuận An đó, để mình là cho anh em cán bộ cấp dưới, là cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đi học hỏi những kinh nghiệm thực tế. Thành ra tôi thấy cái này là nên duy trì thường xuyên, nó sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho trong cái hoạt động sản xuất của đơn vị. Hướng đến mục tiêu tăng tỷ trọng sản xuất gỗ tinh chế, đại diện Ban Công nghiệp Tập đoàn, đơn vị chủ trì chuyến tham quan cho rằng các công ty cần có giải pháp cụ thể để phát triển sản phẩm riêng, có thương hiệu. Các đơn vị đã sản xuất sản phẩm tinh chế, nghiên cứu phát triển một vài sản phẩm riêng của mình phù hợp với thị hiếu khách hàng. Để hỗ trợ các đơn vị, tập đoàn sẽ làm đầu mối cùng các công ty trong việc xúc tiến thương mại quốc tế, quảng bá, giới thiệu sản phẩm gỗ tinh chế. Tập đoàn cùng công ty thành viên tham gia áp dụng chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm, chứng chỉ rừng bền vững để các công ty gỗ xuất khẩu sản phẩm vào thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Bản tin tuần này của tạp chí Cao su Việt Nam xin được khép lại tại đây. Bản tin được phát định kỳ hàng tuần trên trang tin điện tử tạp chí cao su.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.